Trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Mikhail Podolyak nói rằng các quốc gia gửi vũ khí tới Ukraine để hỗ trợ cuộc phản công chống lại Nga đã quá chậm chạp trong việc đáp ứng yêu cầu của Kiev và Nga đã có thời gian chuẩn bị các vị trí phòng thủ. Ông Podolyak đưa ra bình luận trên sau khi các nước phương Tây tỏ ra thất vọng vì cuộc phản công của Ukraine diễn ra không như kỳ vọng. Chúng tôi đã mất nhiều thời gian quý giá để thuyết phục các đối tác cung cấp vũ khí cần thiết. Nga đã xây dựng được nhiều công sự, củng cố các chiến hào và gài các bãi mìn trong khoảng thời gian đó, ông Podolyak viết trong một bài đăng trên Twitter. Ông Podolyak cho hay, giới lãnh đạo quân đội Ukraine sẽ đưa ra quyết định dựa trên khoa học quân sự và tình báo, chứ không phải ý kiến của những người đứng ngoài. Hồi đầu tháng này, Ukraine đã phát động cuộc tấn công được dự báo từ lâu, triển khai một số lữ đoàn được trang bị xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard do Đức sản xuất nhằm tìm cách chặt thủng các tuyến phòng thủ của Nga ở Zaporizhia và phía nam Donetsk. Tổng thống Zelensky ngày 21 tháng 6 thừa nhận tốc độ phản công diễn ra chậm hơn dự kiến. Trong khi đó, giới chức phương Tây cho rằng cuộc phản công của Ukraine không đáp ứng được kỳ vọng trên bất kỳ mặt trận nào. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 22 tháng 6 nói rằng cuộc phản công hiện nay không phải là cuối cùng và mang tính quyết định. Kiev sẽ có rất nhiều cuộc phản công để đẩy Nga ra khỏi lãnh thổ. Theo ông, Kiev đã lên kế hoạch cho cuộc phản công tiếp theo, sử dụng xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất.